Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với chương trình đánh giá xe của chúng tôi. Và như thông tin chúng tôi đã đưa cách đây ít lâu thì vào ngày 29 tháng 4, Peugeot Việt Nam đã cho ra mắt một mẫu xe mới nhưng mà lại rất quen thuộc với chúng ta, đó chính là chiếc xe Peugeot Liberty nhưng lại được trang bị động cơ là 50cc. Và không nói nhiều nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào đánh giá mẫu xe này. Như các bạn có thể thấy ở ngay bên cạnh tôi đây chính là mẫu xe Peugeot Liberty 50cc. Và nếu nhìn về tổng quan thiết kế của mẫu xe này thì có thể thấy rằng là chiếc xe 50cc này không có gì khác biệt. À không, nói thế không đúng. Có thể nói rằng là gần như không có gì khác biệt so với người anh em là Liberty 125cc. Bởi vì bên ngoài thiết kế cũng như là về kích thước thì chúng ta có thể thấy rằng là hai mẫu xe này có sự tương đồng rất là lớn, bao gồm là giống cả về kích thước, chiều dài, chiều rộng, chiều cao yên, rồi kể cả đến những cái chi tiết thiết kế của xe cũng như là độ dài yên xe, rồi đến kể cả đến kích thước của lốp xe, vành xe thiết kế như thế nào, tất cả đều giống y hệt mẫu xe 125cc kia. Tuy nhiên sau đây thì tôi sẽ chỉ cho các bạn một số điểm khác biệt ở trên một mẫu xe Peugeot Liberty 50cc này để chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được giữa 50cc và 125cc. Ở ngay phần đầu xe các bạn có thể nhìn thấy dễ dàng rằng là cái Liberty 50cc này rất là giống cái mẫu xe 125cc. Tuy nhiên là nếu tinh ý một chút, nhìn kỹ một chút thì các bạn có thể thấy rằng là ở vị trí đèn xi nhan của chiếc Liberty 50cc này thì không có cái giải đèn LED định vị ban ngày như mẫu xe 125cc, mà ở đây chỉ được làm giả bằng một cái miếng ốp chrome ở vị trí đèn xi nhan mà thôi. Nếu nhìn kỹ các bạn có thể phân biệt được rằng đây chính là điểm khác biệt giữa hai mẫu xe đó. Ngoài ra thì ở trên mẫu xe 50cc này thì mặc dù có lốp và vành giống hệt như là ở phiên bản 125cc, nhưng phanh đĩa của mẫu xe này thì lại là phanh đĩa lỗ dạng bình thường và không có viền đọc mã ABS, tức là mẫu xe này không có hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Đấy là điểm thứ hai để chúng ta nhận biết. Và còn một điểm thứ ba nữa là ở phần gương của chiếc xe, thì ở trên chiếc xe Liberty 50cc này thì ở phần gương cũng được mạ chrome bóng khá là giống, nhưng mà lại được làm phần viền đen nhựa ở đây. Đó, đấy chính là ba điểm để chúng ta có thể nhận biết được và phân biệt được giữa Liberty 50cc và Liberty 125cc. À, thực ra là có một điểm nữa mà để chúng ta có thể phân biệt được giữa Liberty 125cc và Liberty 50cc, đó chính là ở phần tay lái bên tay phải ở đây thì các bạn sẽ thấy là sẽ chỉ có những cái ô nhựa chờ nút mà thôi. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là chiếc Liberty 50cc này sẽ không có cái nút để tắt đèn chiếu sáng. Và như vậy thì tức là cái xe 50cc lúc nào cũng sẽ bật đèn cốt ở tình trạng là mặc định. Cứ nổ chìa khóa điện lên, bật điện lên là đèn sẽ chiếu sáng. Cái điều này tôi nghĩ thực ra là cũng khá là phù hợp, bởi vì hiện nay Việt Nam đang có một số cái dự thảo về việc là yêu cầu tất cả các lái xe máy đều phải bật đèn khi tham gia giao thông, bất kể là ban ngày hay là buổi tối. Và tôi nghĩ rằng cái yếu tố này nó cũng không quá bất tiện. Ngoài ra thì nó cũng khá giống một số mẫu xe nhập. Như vậy là các bạn có thể thấy rằng là chiếc Liberty 50cc này gần như là giống đến 99% với người anh em là Liberty 125cc. Và nếu có những điều khác biệt nhỏ như vậy thì cũng chỉ là những cái điểm rất nhỏ để có thể phân biệt được mẫu xe này khi đi trên đường. Nhưng cái điều mà hấp dẫn tôi nhất ở trên mẫu xe Liberty 50cc này đó chính là ở cái khối động cơ, dung tích là 49,9cc. Đấy là dung tích thực tế nhé, chứ không phải dung tích ở trên giấy tờ. Và với khối động cơ 50cc mà lại còn là công nghệ iGET mới nhất của Peugeot thì cái mẫu xe này có khả năng sản sinh công suất tối đa là 3,2 mã lực tại 7.500 vòng trên phút. Và mô men xoắn của mẫu xe này cũng đạt ngưỡng là 3,2 Nm tại 7.000 vòng trên phút. Có thể thấy rằng là với những con số về công suất cũng như là về mô men xoắn như vậy thì cái Liberty 50cc này yếu hơn khá nhiều so với người anh em 125cc. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng đấy không phải là vấn đề. Mà vấn đề rằng là gì? Vấn đề là với khối động cơ này chúng ta có thể lưu thông một cách dễ dàng hơn, xe sẽ nhẹ hơn. Và một điều rất quan trọng mà hiện nay nhiều người quan tâm đó chính là việc sử dụng xe dưới 50 phân khối thì chúng ta sẽ chưa yêu cầu phải có bằng lái. Và bây giờ chúng ta sẽ xem mẫu xe này vận hành như thế nào. Vâng, như các bạn đã thấy thì tôi đã ngồi lên chiếc xe Peugeot Liberty 50cc này rồi. Và với cái kích thước vẫn giữ nguyên như người anh em 125cc thì chiếc xe này khá là vừa vặn với tôi. Phần yên xe thì theo tôi được biết là cái thiết kế của cái chòm yên này đã có một số thay đổi, là nó được vát xuống nhiều hơn, không bè sang hai bên nữa. Cho nên là mặc dù chiều cao yên không thay đổi mấy nhưng mà cái chính là cái tư thế ngồi của người ngồi trên xe sẽ thoải mái hơn. Và như tôi thì để chân rất là thoải mái. Đấy, nhìn thấy này. Đấy, và với tôi nghĩ rằng là với những người phụ nữ Việt Nam thì cái thiết kế yên mới này cũng sẽ phù hợp với họ hơn, giúp cho mọi người có thể dễ dàng điều khiển cũng như là ngồi trên mẫu xe này khi cần phải chống chân. Và bây giờ thì tôi sẽ thử nổ máy. Ok. Bật khóa điện lên này. Hệ thống đèn các thứ báo hết. Ở chiếc Liberty 50cc này thì không có chip từ chống trộm. Đấy là một điều tôi hơi tiếc ở trên mẫu xe này. Và tôi sẽ bấm đề.
không để được. À quên mất. Đấy. Cái xe này mặc dù 50cc nhưng mà lại có cái trang bị là chân chống điện, cho nên các bạn phải gạt chân chống thì mới nổ được xe, mới nổ được máy nhá. Rồi bây giờ sẽ đề thử xem nào. Có một cái điều rất là thú vị khi tôi nổ máy mẫu xe này, đó chính là đã rất lâu rồi tôi mới được nghe thấy cái tiếng đề nó sạch như vậy. Đây là tiếng đề của cái loại đề lao từ ngày xưa, rất quen thuộc và đã lâu rồi mới được nghe thấy ở trên một mẫu xe như vậy. Và tôi hơi thấy lạ là tại sao một mẫu xe như là Liberty 50cc sử dụng động cơ iGas mới nhất lại sử dụng đề lao. Thì tôi nghĩ rằng cái này sẽ phải hỏi các nhà sản xuất ý đồ của họ là gì. Nhưng mà theo tôi biết thì một số mẫu xe hiện nay như là Honda Giorgio này, Honda Today này, hoặc là Honda Scoopy, những cái mẫu xe 50cc trên thị trường hiện nay ấy, thì hầu hết cũng đều đã sử dụng đề lao. Nên tôi nghĩ đấy không phải vấn đề lắm và nó tạo cảm giác rất là quen thuộc. Bây giờ chúng ta sẽ lên đường. Như vậy thì tôi đã vừa chạy thử một mẫu xe này vài vòng trên phố để các bạn có thể xem cách vận hành cũng như là cái dáng ngồi của người lái xe. Còn thực tế ra thì tôi đã đi cái mẫu xe này được ít nhất là cũng khoảng độ 2 ngày và có thể có đưa những cái đánh giá tôi nghĩ là sẽ khá là chuẩn với mẫu xe Liberty 50cc này. Thứ nhất, trước tiên là chúng ta sẽ phải đánh giá về cái khả năng cái đề pa, cái nước đầu tiên của mẫu xe như là Liberty 50cc. Thì nếu như các bạn đã đang quen thuộc đi với những mẫu xe có dung tích là từ 110, 125 hoặc là 150 hoặc là 300 mà là tay ga ấy, thì các bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được thấy cái sự hơi hụt hẫng khi lần đầu tiên cầm lái mẫu xe Liberty 50cc này. Cái nước ga đầu nó hơi ì một chút, nó hơi nặng tay một chút, cảm giác xe có phần hơi yếu chẳng hạn. Tức là cái cảm giác ban đầu là như vậy. Tuy nhiên là sau khi thoát qua được cái nước ga đầu tiên, xe đạt được tốc độ trên 10 đến 15 km/h thì tôi thấy rằng là cái xe này lại chạy khá bền bỉ, khá chắc chắn và tạo một cái cảm giác rất là ổn định thân xe và cũng như là cả động cơ. Tuy nhiên có một điều sẽ phải nói là với cái kích thước của xe lớn như vậy này, rồi cái máy nó chỉ có 50cc thì cái tiếng ồn khi mà chúng ta kéo ga đi phát ra từ khu động cơ iGas này nó lại hơi to hơn một chút so với những cái mẫu xe iGas khác mà tôi đã thử nghiệm. Và cái tiếng ồn này thì tôi nghĩ rằng cũng rất là đặc trưng, bởi vì là tôi đã chạy qua những mẫu xe như là Giorgio rồi Today rồi, thì hầu hết những mẫu xe 50cc đều gặp hiện tượng là khi kéo ga nước đầu lên thì tiếng máy khá là ồn ào, do xe phải vận hết công suất cũng như là phải vận hết cái mô men xoắn lên để có thể kéo được cái trọng lượng xe cũng như là cái trọng lượng của người lái trên xe. Và đặc biệt hơn nữa là cái mẫu xe Liberty 50cc này còn có một cái thân hình, cái xác rất là to hơn rất nhiều so với những cái mẫu xe 50cc khác đang được bán trên thị trường, cho nên là nó sẽ nặng hơn và nó sẽ phát ra tiếng ồn nhiều hơn đó. Thì nhưng cái chính của cái xe này là gì, là khi chúng ta đang đi trên đường rồi và đã đều đặn ga ở khoảng từ 30 đến 35 km/h thì cái xe này nó rất ổn định, nó rất bền bỉ. Và tôi đã từng thử nghiệm với việc là đèo thêm một người nữa, một người lớn nữa ở trên cùng chiếc xe này với tôi, tổng trọng lượng rơi vào khoảng cỡ hơn 100 cân một chút, thì chiếc xe vẫn vậy, nó cũng không ì hơn, nó cũng không kêu to hơn, tức là có thể thấy rằng là nó rất ổn định. Cái giải vòng tua, cái mô men xoắn của nó hoạt động khá là ổn định, cho nên là khiến cho cái người lái như tôi chẳng hạn có thể cảm nhận được rằng là cho dù tôi có đèo thêm người đủ tải với chiếc xe thì cũng không ảnh hưởng lắm đến khả năng vận hành của mẫu xe này. Có một điều nữa mà tôi đánh giá cao ở trên mẫu Piaggio Liberty 50cc này, đó chính là nhờ vào giữ nguyên cái thiết kế rất là trường dáng này rồi rất là thời trang, thì cái người ngồi trên xe cũng giữ được cái phong thái của mình, trông rất là đẹp mắt và cũng style, rất là style. Ngoài ra có một điểm nữa, đó chính là cái sự linh hoạt của Piaggio Liberty, khi mẫu xe này là một trong số ít những mẫu xe có cái biên động giao độ của tay lái nó rất là rộng. Đấy, các bạn nhìn xe này, cho nên là cái việc đầu xe nó linh hoạt khi đi trong phố rất là thoải mái. Đấy là điều tôi đánh giá cao. Ngoài ra có một điểm nữa về an toàn. Mặc dù trên mẫu xe Liberty 50cc này không được trang bị hệ thống chống bọt phanh ABS, nhưng lại được trang bị phanh đĩa và sẽ giúp cho chúng ta có cảm nhận phanh rất là tốt, miễn là đừng có bóp chết phanh là được, nếu không thì sẽ rất là dễ tai nạn. Ngoài ra thì cái xe này được trang bị ở lốp sau có kích thước là 14 inch, lốp trước thì là 16 inch, cho nên là bên cạnh cái việc tạo cái dáng vóc thời trang trẻ trung đẹp cho người lái xe cũng như là cho chiếc xe, thì với bộ lốp to này tôi đánh giá rằng là cái cảm giác lái, cái cảm giác khi vào cua, khi tăng tốc rồi các thứ về vận hành có cái cảm nhận nó rất khác biệt so với việc chúng ta sử dụng những mẫu xe tay ga 50cc nhưng lại sử dụng bánh nhỏ 10 inch trở xuống.
thì đấy là chính là cái điểm nổi bật của mẫu xe Peugeot Liberty này. Và tôi đánh giá rằng trên thị trường hiện nay, Peugeot Liberty 50cc không có đối thủ để có thể so sánh về kể cả thiết kế này, rồi về kể cả cảm nhận, tính năng vận hành, trải nghiệm các thứ. Bởi vì hiện nay trên thị trường chúng ta sẽ không tìm thấy được một mẫu xe nào có vóc dáng giữ nguyên như một mẫu xe 125cc, tức là rất cao to, rất đẹp trai, rất bóng bẩy, nhưng lại sở hữu động cơ 50cc. Đấy chính là điểm nổi bật của mẫu xe Liberty 50cc này. Vâng, như vậy là sau những đánh giá và cũng như những cái thử nghiệm của tôi về mẫu xe Peugeot Liberty này, thì các bạn tôi nghĩ rằng có thể đã phần nào hiểu được rằng là khi các bạn sở hữu một chiếc xe Peugeot Liberty, các bạn sẽ có những cái gì và các bạn sẽ thiếu những cái gì. Cái có ở đây chúng ta có gì? Có một chiếc xe thời trang, có một chiếc xe với tư thế ngồi cũng rất thời trang, tôn dáng người lái xe, có một chiếc xe lớn đủ chỗ đi cho hai người, chứ không phải là như những chiếc 50cc khác là chỉ ngồi được một người hoặc hai người nhỏ mà thôi. Và cái thứ ba đó chính là cái sự linh hoạt trong vận hành của mẫu xe 50cc này. Còn sẽ có rất nhiều người quan tâm đến khả năng tiêu thụ của một chiếc Peugeot Liberty 50cc, nó có tiết kiệm hay không. Cái điều này thì tôi sẽ rất là khó để khẳng định với các bạn vào thời điểm này. Bởi vì thứ nhất là đây là những chiếc xe vừa mới ra mắt, tôi cũng chỉ mới cầm chiếc xe này với đi khoảng độ trên dưới 100 cây, dưới 100 cây. Thì cái việc đo nhiên liệu với mẫu xe này thì tôi nghĩ rằng nó sẽ không chính xác tại thời điểm này. Mà cái đo chính xác nhất sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa, khi mà chiếc xe được đi đủ dài, máy nó đã tròn và đã qua một lần bảo dưỡng ban đầu, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ cho kết quả tốt hơn. Và đến thời điểm đó thì tôi sẽ gửi đến các bạn một bài đánh giá tiếp theo về khả năng tiêu thụ của mẫu xe này. Và còn về giá bán của Liberty 50cc thì sao? Các bạn có quan tâm không? Chắc chắn đây là một điều mà rất nhiều khách hàng sẽ quan tâm. Bởi vì các mẫu xe tay ga mà 50cc trên thị trường hiện nay, theo tôi đã tìm hiểu, thì nếu được ưa chuộng và được thích thú, được quan tâm một chút, thì thường có giá rất cao. Ví dụ như là chiếc Honda Giorgio, Honda Today, thông thường giá cũng phải rơi vào từ 60 cho đến 70 triệu một chiếc xe. Trong khi đó thì có những cái mẫu xe tay ga 50cc khác giá rẻ hơn. Ví dụ như là Kimco Line, rồi SYM chẳng hạn, thì có những cái bản 50cc thì giá bán nó rất rẻ, nó chỉ rơi khoảng từ 23 cho đến khoảng 30 triệu đồng, dưới 30 triệu đồng mà thôi, thì rất rẻ. Nhưng mà tôi nói thật là cái thiết kế nó không đẹp, nói thật luôn là không, thiết kế không đẹp. Đấy. Và mọi người sẽ so sánh là thế bây giờ là nên mua Liberty 50cc hay mua xe điện? Thì tôi nói luôn là với cá nhân tôi chọn một chiếc Liberty 50cc. Bởi vì xe điện đi thì thường là không an toàn, khả năng gia tốc thì rất là cao, nhưng mà khả năng an toàn thì lại kém, bánh nhỏ, rất nhiều vấn đề để có thể quyết định mua một chiếc xe điện có giá rẻ dưới 20 triệu đồng. Và do đó, ở trong phân khúc 50cc hiện nay, theo cá nhân tôi đánh giá thì Liberty 50cc gần như không có đối thủ để có thể so sánh. Bởi vì tất cả các cái yếu tố của mẫu xe này đều nằm trên hoặc là nằm tạo ra sự khác biệt so với những đối thủ khác trong cùng phân khúc. Và như vậy tôi hy vọng bằng với những đánh giá của mình thì sẽ đưa đến các bạn những cái cảm nhận trực quan nhất về mẫu xe Liberty 50cc này, và sẽ có những cái quyết định chính xác khi lựa chọn một mẫu xe tay ga cỡ nhỏ dưới 50cc để sử dụng cho công việc hàng ngày. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.